Ôi trời, mà tức ghê á. Tức ghê gì ơi. Lên này. Lên này. Một nhảy, hai nhảy, ba nhảy, bốn nhảy, năm nhảy, sáu nhảy. Tức dễ sợ. Con vừa coi mẹ nắm vào ba di hả? Tức quá cả nhà ơi. Trời ơi, tụi nó tức. Không được, không được, phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Leo tháp không được tức. Tức là không leo được. Hôm trước có một bạn bình luận, quên mất cái tên bạn đó rồi. Bạn đó bảo là chị ơi, chị đừng có tức, chị tức là chị không có leo tháp được đâu. Ok, chị sẽ không tức. Vui vẻ không quạo nè. Vui vẻ không quạo. Một nhảy, hai nhảy, ba nhảy. Không, hình như dạo này bị sao á. Lên này. Cái này bây giờ nhảy ra chỗ nào đi ta? Để mình xem mấy bạn này có nhảy trước rồi. Duy ơi là Duy. Tức quá. Không, bình tĩnh, bình tĩnh, không tức nữa. 78 Bình Dương chào anh em nha. Ok em ơi, 76 Quảng Ngãi chào tất cả các anh chị em đang xem live của Nấm nha. Bổn cung hôm nay ăn chay nên là bổn cung. Hello mọi người, chị có teo quá hả? Hello Heo Ngân nha, cảm ơn cả nhà. Lát lắm hả? Ủa đâu có lát lắm đâu ta, để nắm xem like tôi có bị lát không. Cũng không lát lắm nha mọi người. Trời, cái mặt tôi rõ băng luôn, game nó hơi lát thôi chứ cái mặt của tôi nó vẫn rõ băng nha mọi người. Nếu như không xem được game thì chúng ta có thể xem nắm chỗ đó đi qua được. Ủa chỗ nào? Chị nắm không, chị nắm gì? Không, chị nắm cái bảng của em đi. Rồi. À không, màu cam mọi người. Màu cam nhưng mà cái này tôi đi được nha. Thôi cái đó là xé nháp thôi, cái đó là xé nháp thôi, bắt đầu lại này, lại 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 lại. Đi Duy. Nhảy Duy ơi, nhảy nhảy nhảy. Mèo ơi, đừng có. Tôi đang like nha mèo, đừng có phiền tôi nha mèo. Quýnh lộ không? Ok mọi người. Phúc leo tháp. Ghê vậy. Ơ kìa. Ờ sao nó cái chỗ đấy nó cứ hay bị trượt cái ta? Hay bị trượt ra ngoài ấy mọi người, do mình nhảy quá lố đúng không? Mình nhảy ít thôi. Chúng ta nhảy tiếp thôi. Chúng ta nhảy quá lố là bị trượt ra ngoài. Bị trượt ra ngoài là bị rớt xuống. Mà rớt xuống thì rất là thê thảm. Rồi thôi xong. Tới đây là tôi thấy thôi xong rồi đó mọi người. Cái map màu xanh dương đó tôi không đi được. Cái rau màu xanh dương tôi không đi được. À, có lẽ là trời không tuyệt đường sống của con người. Nắm 100 bạn rồi á hả? Nắm đâu có 100 bạn đâu, đứa nào nói vậy? Chẳng qua là cái nick này là nắm làm phim. Nó phải làm phim nên là nắm không có kết bạn được. Mấy bạn ta le nhiều quá. Ta leo quá là nhiều luôn á Mio. Đừng con. Con mèo lì quá. Lên. Ghê vậy, ba di qua tới cái màu xanh rồi.
Mà cái màu xanh nó khó thiệt, trời ơi, cái màu xanh tôi chưa bao giờ qua được luôn á mọi người. Mèo ơi.